ngắt ngắt trong đây nó cũng đơn giản, không có nhiều ấy đâu. Đây mình sẽ config, như thường là cấu hình bằng cách config tạo một thư mục f2 ngắt. Anh lấy ví dụ là ngắt ngoài đi. Bình thường gọi em hay dùng nhất là ngắt ngoài thôi. Ngắt ngoài, ngắt trong thì ngắt nào? Trong ngắt trong thì có ngắt tham mơ, không phải ngắt trong mà ngắt tham mơ thì ngắt ULT, ngắt ADC, ngắt một số cái khác ấy. Ngắt ngoài để reset là ngắt ngoài là một người kiểu một là một kiểu ngắt thôi, chứ có kiểu bên tác động bên ngoài vào thay đổi trạng thái chẳng hạn hoặc là cái gì đó. Chưa con. Bơm con được. Rồi đấy. Quý có lại cái code như này không? Có chứ. Đây. Cả phần mềm nguyên lý nhé. Đây, có app lấy này, cái thằng này sắc lấy app rồi. Ừ, nhớ là cái này trên 40 thì nhớ chọn. Đấy, nhắc rồi đấy, anh thấy trong mặt cứ quên suốt đấy. Đây, ngắt đây. Cái này sao vẫn lao nhỉ? Ngắt đây, ngắt này, ngắt này, ngắt này, ngắt này. Đây, đây nó có một loạt cái ngắt đây. Interrupt này. Có các kiểu ngắt, ví dụ timer 1, timer 0 tràn này. Timer 1 tràn, timer 2 tràn, timer 3 tràn này, ngắt ngoài 0, 1, 2 này. Nhìn chưa? Được. Ngắt port B trên trạng thái thay đổi từ B4 đến B7 này. Ngắt các kiểu khác, ví dụ ngắt R2, đấy R32 này. ADAC ngắt so sánh rồi đều các thể loại khác, gây ngắt điện yếu lại nhằng nhằng á. Thì bây giờ anh sẽ lấy một cái ví dụ bằng cái... Có anh xin ngắt timer không tràn, bây giờ những bài timer sẽ học về ngắt timer nhá, bây giờ sẽ học về ngắt ngoài. Xử lý ngắt ngoài mấy? Thích mấy? Thích mấy? Anh thấy cái nào, nào? Em dễ... Cái nào cũng thế thôi mà. Nhưng mà một đi... Đã thế, cho cả bạn. Cho nhà cho các chú cảnh kéo nó sướng đấy. Cốt nó chỉ có thế này thôi, đấy. Tự sinh hàm này. Ok, phát là sao? Đấy, F9. Để, nếu mà muốn xem cái file main chấm hát là... Mình sẽ sinh ra cái file main chấm hát đây. Nếu mà muốn thay tần số thì thay cái file sẽ đồng lợi là... Thay sửa cái gì đấy thì thay thế. Đây. Giờ anh sẽ đi chú giải cốt. Đây, những cái này gọi là chỉ thị ngắt này. Chỉ thị ngắt thì nó có... thang in là T. Đây, có một loạt các chỉ thị ngắt đây. Cho nên là chú giải đây. Ví dụ chỉ thị ngắt so sánh ngắt ADC là ví dụ thế này là ngắt ngoài 0, ngắt ngoài 1, 2, 3 đấy. Nhìn chưa? Ngắt ADC mà ngắt ADC 0, ADC 1, ADC 2, ADC là khi nó chuyển đổi ADC xong thì ngắt. Đấy, ví dụ ngắt rồi S232, ví dụ như là RDA này. Đây là khi mà có tín hiệu đến nhận đến này. Hay cho hàm KB hit này trước, mà anh ừ. Chúng bọn em dùng hàm đấy đó. Thì sẽ chúng ngắt được, hoặc là đến. Hoặc là ngắt timer này, mà loạt đây, timer tràn trước là ngắt bước B này. Đó. Thế là anh gọi là chỉ thị ngắt có nghĩa là mình dừng hoạt động của cái mà ấy là ngắt là như thế nào, ví dụ như là em đang làm một cái hoạt động này thì một hoạt động khác nó xảy ra chẳng hạn, ví dụ như lúc em đang hôm nay đang định lập trình chẳng hạn thì con bò ấy đến cái gì đấy lập trình cho nó, thế là em tự nhiên em bỏ đi, thế lúc nó về thì em lại lập trình tiếp chẳng hạn, như dừng tạm thời tạm thời chạy sang khi ngắt xảy ra thì nó sẽ chạy sang ngắt để nó thực hiện ngắt xong đó. Kết thúc cái hàm ngắt nó sẽ quay lại hàm chính, hàm đang sử dụng tiếp. Hiểu chưa? Đấy, ví dụ chân thực quá. Ví dụ chúng đang chấm 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 gì đó mà quên không mua cái gì đấy thì không mua về. Trời giật trời đang mưa quên không mở mưa. Đấy là ví dụ vui thế cho chú dễ nhớ. Chỉnh dung thực tế. Quên mua một chút. Để dùng hết. Quên thì những gì mà chấm. Đây. Cái này đoạn này thì không chú giải được đâu. Đây là chỉ thị ngắt ngoài không này và chắc chắn ngắt ngoài không chính là ngắt của cái chân, ngắt chân phải lấy một cái là đầu tiêu rồi mini nữa video của anh rồi để anh nối cái kinh nghiệm là mạch cái lý anh đỡ phải vẽ lại. Đây ngắt ngoài không là những trên chip là những chân in là T đấy, ngắt ngoài mà. Vâng. Bây giờ đến timer thì sẽ học thêm về ngắt timer. Đây.
Đây có INT0 đây, đây INT0 cho một số đúng cái đúng ba ba cái đúng không? Ba cái ngăn đây, đấy chính là ba cái. Nắp chân INT0 là bây giờ B0 này. Này. Cái này AT. Giờ B0 này. Cái AT là external ấy, biết tắt từ external ấy hiểu chưa? Này bên ngoài đấy. Rồi. INT là interrupt này. Rồi, ngắt ngoài. Đây là hàm thực hiện khi xảy ra ngắt này. Chú ý là phải cái hàm này là phải mình biết ngay sau cái chỉ thị nhá. Nếu mà em biết hàm khác thì nó không biết không được. Chứ em có thể đổi tên bất kỳ nhưng mà phải biết sau, nếu không biết thì nó không có hàm thực hiện thôi. Nó bỏ đi, nó không thực hiện gì cả. Tương tự thế thì cái dưới này là trên chân D máy trên D1. D1. D1 thứ hai hết. Cái kia tương tự anh không biết lại nhá. Thực hiện cả ba ngắt luôn. Đây. Bây giờ đây. Chú ý là các khai báo này cho phép ngắt này. Không này. Không này. Đứng là 1 2 3 ngắt này nó chỉ có mấy cái hàm thôi mà. Chú ý là các hàm sẽ phải dùng global thì ngắt toàn chương trình, ngắt toàn toàn bộ ra. Tức là cái này giống như khách hàng quyền cao nhất này, ví dụ như là ví dụ như là ở nhà em nó có nhiều hàm mình ở nhà em này quên để anh nói trong thực tế là ở nhà em này có anh em này mấy bố em đấy, chỉ cần bố em thằng anh em sai em làm cái này rồi thì em ví dụ em đang làm cái này khi thằng anh em sai em làm cái chuyện là sai ngắt là cho phép ngắt rồi, nhưng mà thằng bố em là không cho phép thì em vẫn phải nghe theo lệnh của bố em chứ không được phép nghe theo thằng em, thì cái thằng và lô bồ này nó là thằng chuyên cao nhất là thằng bố thì thằng cho phép toàn toàn chương trình là thằng cao nhất đấy, là ưu tiên ngắt cao, không phải ưu tiên cao thấp. Cao thấp là những cái con này này, năm đây thì nó không cần cao thấp đâu, biết thế chưa, thằng quan tâm như cao thấp đấy. Học vừa mới cái gì được chưa? Global là toàn cầu. Nó water system. GPS là global quay system. À. System. Ôi anh nhớ chuẩn. Anh mày làm rồi. Anh làm cái đây. Đấy, thì cho em để ý những cái này. À, bây giờ cái ngắt nào cũng thế, ví dụ như ngắt bên RS232 thì cũng có một cái khác nữa này. Nhớ là cho kèm theo chỉ thị của ngắt nhá. Ở bên RS232 hoặc những cái khác anh nói thêm nói qua để sau mình nhắm biết. Đây. Nó phải có một cái là đây. Nó chỉ khác nhau những cái, ví dụ như em muốn ngắt ở dưới 232 thì em thay bằng cái chỉ thị này, này. Được chưa? Những chân 2.1 hoặc những cái chân C tham mơ tham biết thì cho phép ngắt bằng cái này, còn global thì chỉ số này vẫn luôn như thế nha. Đây, thế là bây giờ ngắt đã xảy ra rồi. Đây. Bây giờ làm là sử dụng cái UART để in hay là dùng nét để báo nhỉ? Xem đây, đây cũng bên này có UART à. Đấy, thì dùng UART đây. Một số thằng không biết thì anh sẽ lấy luôn cái video lên đây để copy ngay cái UART cho nó nhanh. Đây UART 232 này là nối sống đó. Một phần hai gần thịt kho tàu khốn ạ. Đánh nhỏ. Đây, dùng cứng luôn nha cho nó đấy, nhanh. Đúng rồi, đúng rồi. Anh em tìm cái hàm đấy mà không thấy UART main chấm 2 gì. Đấy, có thể dùng sau hàm lại được hoặc vẫn dùng kia cũng được. Dùng main chấm C được luôn á. Sau hàm main bất trong main chấm xem được, cứ sau nó sau sau chỉ số này là được, cứ sau chỉ số này là được, sau chỉ số cái bao ấy à. Thì đây ví dụ thằng nào không biết thì đây có hàm F, nhớ phải có hàm này nhìn chưa, UA là T port này của cứng này nhớ này đấy là xuất cái đây. Nhớ ban đầu bao giờ anh nói lại một lần nữa là ban đầu bao giờ vào cũng phải có một cái gọi là cái kiểm tra mạch hoạt động chưa đấy, một cái em mắt em có thể nhìn thấy đây. Ví dụ đây là thực hành ngắt ngoài này. Để bọn em còn biết là xem là nó đã xuất hiện được chưa. Không này đấy là chưa nói gì, được chưa? Ừ. Nếu mà cứng thì là cứ đối nối đúng, đây là truyền nối vào nhận, đúng không? Mạch đây, 20B vẫn chuẩn 20B. 11 và 11 phút, chẳng là 11 và 14 phút. Đúng rồi. Cái nhận là cái truyền, cái truyền là cái nhận này. Ừ, nối chéo với nhau. Đấy. Nó lên này là bảo là mạch đã chạy. Được chưa? Ừ. Nhưng mà thằng nào mà nó thấy nó không chạy thì phải tính lại. Đây, bây giờ bắt đầu sẽ xuất từng cái một. Đây, trong hàm này là anh chưa làm cái gì hết, anh làm khá đơn giản. Là xảy ra. Đây là xảy ra ngắt ngoài không?
đúng không? Rồi rồi. Nó lại một. Đây là lấy con làm gì? Hả? Đúng rồi, lại lấy con làm gì? Không, hai. Người ta đỡ phải viết lại cái hàm xảy ra ngắt ngoài. Đấy. Bây giờ như này xem nó điều gì xảy ra nó chạy luôn. Em không có truyền gì không? Đấy. Đúng chưa? Chưa có gì mà chưa xảy ra ngắt. Đây, ví dụ như cái này anh đã nối sẵn đây. Ngắt đây. Đấy. Rồi bây giờ anh nối hai chân ngắt của một nước mà. Ví dụ anh nối thêm một chân nữa. Đây là anh kiểm tra bằng một cái là bằng nút bấm. Chẳng hạn như trong thực tế nó có thể là một cái gì đó chạy sang, ví dụ như mà tín hiệu từ một con cảm biến đẩy về hoặc là một cái gì đấy. Cứ gọi tín hiệu vào nó là nó không em một đều được. Đây là anh đang điện trước tí, em muốn biết ngắt sườn ấm hay sườn dương anh sẽ nói sao đây. Ví dụ như này thì nó sẽ tin một thì sẽ không thời gian nữa đúng không? Đấy. Như này là khi anh bấm này, anh giữ thì nó chưa nhảy nhảy ra, nó mà nhảy thì cái này nó đang ngắt sườn cao đúng không? Đang từ âm lên cao mà mặc định thì nó là như thế. Ví dụ bọn em muốn từ cao xuống thấp thì bọn em nó có một cái hàm nữa là có một cái hàm gọi là đây INT H to lao 2 to lao đây. Bọn em muốn khác thấp. Ví dụ như là từ âm lên dương hay từ dương xuống âm này. Nếu mà không anh thấy là ví dụ như này nếu anh chữ này nó đã hiện thể ngắt đâu, anh lúc anh chữ này nó đang từ âm lên cao nó bay xảy ra là có bấm cái nhả ra thì nó mới có mấy sự kiện mà. Bây giờ anh đang muốn cho bấm phát nó nhảy luôn. Sườn nhé trong PLC. Đấy trong PLC đây cũng thế đây. Cái này là đang INT nhá, ST nhớ chỉ số này nhá. Cái này là chỉ quá khoảng ngắt ngoài nhá. Cái này là ngắt ngoài khi chuyển trạng thái từ cao xuống thấp mà còn là H to lao đấy, hai to lao ấy. H hai là cao thấp là H to đấy. Đây là chỉ nhớ là chỉ số của ấy nhá, của EXT không EXT không, tại vì thế này nó chỉ có mỗi EXT này, nhìn chưa chỉ số ấy thêm một, một là 1 2 2 đấy. EXT 1 thì sao? Thì thay bằng cái này bằng EXT 1. Chân 1 nhưng mà cái này vẫn là khác hai lò. Ờ vẫn là 2 tu lao hoặc nào tu 2 đấy, để anh thử trước. Ở đây bây giờ thì anh bấm một cái sẽ ngắt ngay này. Từ 2 tu lao mà đang ở mức cao rồi đúng không? Bấm qua là nhảy luôn rồi, không cần nó khác với anh rồi đấy. Nhìn chưa? Bấm cái nhảy luôn như vậy là giữ đấy. Bây giờ muốn cái kia thì 2 tu lao, lao tu 2 đây. Ví dụ như cái em muốn là cái 1 nữa thì đây, có gì khó đâu. Đấy, cái một đây nó chỉ số trên đây nè, nhìn chưa? Đấy, tương tự cái hai cũng thế. Ở nhà mày thành nhiều đấy. Đấy. Tại vì cái kia em không nối. Nối một. Tưởng nối một thì bỏ không. Đấy. Làm nó chỉ có thế thôi. Bỏ không, nếu mà mình bỏ thì đấy, mà không bỏ nó chạy cả hai. À không bỏ nó chạy cả hai. Ừ, khi hai ngắt xảy ra thì chạy cả hai luôn. Còn nếu mình để global nó ưu tiên nó bỏ hết hai cái đấy. Global là ưu tiên, không phải global là cái ưu tiên đâu mà nó là cái. Nếu mà muốn biết cái ưu tiên thì nó là chỉnh cái này cho bạn xem có cái ưu tiên nó. Đây có thể hoặc có thể dùng cái INT góc này, cái hai cái này. Sao mà mình tương đương nhau. Một chắc mình nó cho một cái ngắt xảy ra một cái ngắt xảy ra. Được. Ví dụ trên lên nó hiện thả hát nó hiện cái khác rồi. Được. Nhưng mà trong khi đang ngắt thì nó không xảy ra cái kia đâu. Nhớ nên như thế. Đấy. Đây là hàm cho ngắt. Bây giờ khi muốn tắt thì bọn em thay bằng cái enable bằng cái disable. 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 DES. DES thay bằng cái N bằng DES. Sửa luôn rồi. Ờ. Bây giờ muốn thử như nào nhỉ? Thử một chân. Ví dụ như là khi xảy ra ngắt ngắt ngoài một thì đây bây giờ ngoài hai hả, đây bây giờ đang như này là xảy ra cả hai ngắt đúng không? Không mà một đây anh khi xảy ra ngắt một thì anh sẽ tắt ngắt không luôn sang trở ngắt không luôn không thể nào nữa. Đây là một đây mình thằng đấy. Đây thì ở trong hàm của này mình sẽ viết cái thôi, đấy là phải viết ngay trước ngắt ngắt. Đấy, để xem nó có ngắt luôn nào. Nó có đèn như thế không? Đấy, thì nó cắt cắt ngắt đi. Đấy, ví dụ nó chỉ đơn giản thôi.
Và sau này trong này em muốn xử lý cái gì thì em xử lý. Ví dụ em mà có đi ngay trong đây là trong hàng này đi ngay nó vẫn chạy nhá. Được chưa? Chứ không phải đi ngay xong nó chạy ra ngoài đâu. Bây giờ nó cứ thực hiện cái hàm này vẫn chạy bình thường, qua đi này vẫn qua đi này mà qua truyền nhận thì vẫn cứ truyền nhận bình thường, chẳng ngắt. Qua chờ đợi cái gì nó vẫn cứ thế, đấy, nó là ngắt chỉ có vậy thôi mà. Thế rồi. Tức là ngắt với delay nó tác dụng. Có delay thì vẫn là delay. Không, nhưng delay nằm trong ngắt. Hàm trong ngắt là hàm thực hiện khi mà ngắt nó xảy ra. Em biết rồi. Trong ngắt em qua delay 10 giây thì nó vẫn cứ 10 giây, hết 10 giây nó mới trở lại hàm kia. Thấy chưa? Các bạn ví dụ như thằng nó hỏi đang chạy ra đây. Nhưng mà delay cũng là đây là ví dụ anh đây anh sẽ cho là trễ mà. Đây đang sẵn có sẵn con nhát. Đang có sẵn con nhát D0. Anh sẽ cho con nhát D0 nhấp nháy. Tần số cực cao luôn. Ào. D0 mức cao. Đi đây. Để cho hoàn 100. Bây giờ anh cho cái không có nhấp nháy mà anh nói cho bọn em thêm 20 lao về cái khi mà bọn em sức trừ chưa à anh ơi ở dưới ờ dạ đây thì đây là video ngắt khi chưa ngắt em vẫn có thể bình thường đấy tại vì đấy chương trình đang thực hiện là khi có ngắt này xảy ra ngay này đấy nhưng cái này vẫn nháy thì thời gian quá ngắn này đây ví dụ anh cho cái này khi nó ngắt nó xảy ra thì cho nó đi đây đây là kho để anh biết anh hiển thị lên cái đâu em biết đang chạy trong đây nên đây đi bằng không bao nhiêu em phải đi nó hơn 10 cộng cộng đi cộng đi không quan trọng đấy lấy cho trong này đi đây là đã chỉ có đi trong ngắt thì bằng 100 u 100 u là gì ơi in xuống liền tự so tăng cường nhớ phải đi lay vào đây là đi lay trừ mở hết cho khoảng tầm 500 chạy đâu ra cho bạn em nhìn các bạn phát hiện ra ngay đây chương trình đang thực hiện bình thường đang nhấp nháy đây ngắt xảy ra chương trình nó ngắt không thì đấy nó cứ chạy đi cái này nó bị đứng lên thì chờ nhưng mà nó không đấy nhìn chưa đợi 5 giây 10 đấy hết 10 giây thì nó lại nhảy ra chạy lại tiếp đóng ngay ra lại nhảy vào tiếp đấy để cho bạn em hiểu hơn để cho bạn em hiểu hơn đấy thì nó chỉ có thế thôi mà ứng dụng để tạo hiệu ứng đẹp được nhỉ ví dụ như mình đang chương trình đang chạy thì mình cần điều khiển khẩn cấp đấy nếu như bọn em mà cứ quay chung nó phải chờ khi nó chạy đến thì nó quét hàm nữa đấy là nó ứng dụng nó là thế mới gọi là cần nhấp ngắt nhưng mà ứng dụng trong đèn nhấp nháy lại hay gì thì ví dụ như cái này có thể tăng trạng thái hoặc tăng cái gì bất kỳ hay cái kia thì thay cho hàm trễ ví dụ như trong điều khiển động cơ mà động cơ này nó quay mình đấy chạy tốt phát đây nó cũng thế này cái kiểu gần thì không phải chờ thay cái nút bấm bằng tín hiệu thay cho cái thế đâu nó chỉ có vậy thôi mà đây là thay đổi trạng thái đèn đấy có ai hỏi gì không không phải về nhà mà cài cốt lên đúng không? Cho em ở đây thì xuất luôn.